Khối tài sản của Đàm Thu Trang cường đô la sẽ khủng tới mức nào sau khi về chung nhà? Cường đô la vốn là một đại gia có tiếng, Đàm Thu Trang cũng được biết đến là một mỹ nhân có điều kiện. Vậy nếu họ kết hôn, khối tài sản của cặp đôi sẽ khủng tới mức nào? Sáng 20 tháng 1, lễ ăn hỏi của Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La được tổ chức tại quê nhà cô dâu ở Lạng Sơn. Sau hơn một năm bên nhau đầy ngọt ngào, cuối cùng cặp đôi này cũng có một cái kết viên mãn trong sự chúc phúc của người thân bạn bè. Với điều kiện kinh tế như hiện nay, việc cặp đôi Cường Đô La Đàm Thu Trang về một nhà, họ sẽ trở thành một trong những cặp đôi giàu có bậc nhất showbiz Việt. Vậy khối tài sản của cặp đôi được khủng tới mức nào? Cường Đô La khối tài sản kết xù. Cường Đô La vốn là một đại gia ăn chơi có tiếng, theo con số thống kê vào năm 2017. Tại Quốc Cường Group, Cường Đô La giữ vai trò tổng giám đốc và đang nắm 537.500 cổ phiếu, trị giá hơn 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nhân sinh năm 1982 còn đồng thời tiếp quản một số công ty khác của gia đình. Ngoài ra, anh còn sở hữu ngôi nhà khá hoành tráng nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Không ai là không biết Cường Đô La còn có thú chơi xa xỉ, đó là siêu xe. Bố Subel là một tay chơi khét tiếng khi sở hữu nhiều xế sang có giá hàng chục tỷ. Ngoài ra, Cường Đô La còn có một bộ sưu tập đồng hồ hàng khủng của các thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Khối tài sản của Đàm Thu Trang tuy không thể so sánh với Cường Đô La về độ chịu chơi và chịu chi, nhưng ít người biết rằng Đàm Thu Trang cũng sớm tạo dựng cho mình một nền tảng kinh tế vững chắc. Mỹ nhân gốc Lạng Sơn cũng thường xuyên khoe hai chiếc xe tiền tỷ, một trắng một đỏ. Đối với một chân dài còn trẻ về tuổi đời như Thu Trang, sở hữu hai chiếc xe hơi đắt tiền là điều đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, Đàm Thu Trang cũng là một tín đồ của hàng hiệu. Cô không ngại vung tay sắm túi xách, giày dép của các nhà mốt nổi tiếng trên thế giới. Thời gian gần đây, Đàm Thu Trang cũng đã tậu hẳn một căn hộ cao cấp để cùng đón mẹ và em trai vào sống cùng cô. Ngoài ra, Đàm Thu Trang cũng vừa khai trương hai cơ sở kinh doanh mới. Hiện tại, ngày tổ chức đám cưới của Đàm Thu Trang Cường Đô La vẫn là một ẩn số mà khán giả rất quan tâm. Hy vọng cả hai sẽ công khai điều này và chia sẻ ảnh cưới để mọi người được chiêm nghiệm và gửi lời chúc mừng đến họ. Minh Vương buồn bã khi đá hỏng penalty, nhận nghe màn động viên đáng trân trọng của Quang Hải. Quang Hải hiểu rõ tâm trạng của Minh Vương khi tiền vệ 23 tuổi sút hỏng quả penalty có thể quyết định quyền đi tiếp cho đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội đã có một hành động khiến những người hâm mộ bóng đá Việt xúc động về tình anh em giữa các cầu thủ. Cầm hòa nhau 1-1 suốt 120 phút thi đấu, Việt Nam và Jordan buộc phải bước vào loạt penalty để xác định đội đi tiếp vào tứ kết. Lần lượt Hải Quế, Hùng Dũng và Xuân Trường đã thực hiện thành công ba quả đá đầu tiên, trong khi đó bên phía Jordan chỉ có mình cầu thủ đưa bóng vào lưới Văn Lâm. Hai đồng đội khác của anh đều sút hỏng. Minh Vương nhận trách nhiệm đá quả thứ tư cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ cần số 14 sút vào, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Áp lực tâm lý khiến Minh Vương thực hiện một quả penalty quá dễ, cơ hội lại đến với Jordan. Chân sút góc Thái Bình dường như quá sốc, anh gục ngã ngay trên sân. Thấu hiểu nỗi đau đang giằng xé trong lòng người đàn anh, Quang Hải đã chạy đến bên tiền vệ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai. Những cử chỉ động viên của Quang Hải giúp Minh Vương có thêm động lực đứng dậy để tiếp sức mạnh tinh thần cho các đồng đội. Minh Vương có lẽ sẽ rất day dứt nếu Việt Nam bị loại, nhưng các đồng đội đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Dù số 14 bên phía Jordan rút ngắn tỷ số trong loạt luân lưu còn 2-3, nhưng quả penalty quyết đoán do Bùi Tiến Dũng thực hiện đã chấm dứt hy vọng của đội bạn. Khoảnh khắc các cầu thủ Việt Nam vỡ òa trong niềm vui sướng khi lọt vào tứ kết ASEAN Cup, đối thủ của họ sẽ được xác định sau khi cặp đấu giữa Saudi Arabia và Nhật Bản kết thúc. Chấm điểm đội tuyển Việt Nam 1-1 đội tuyển Jordan. Điểm 10 cho Công Phượng, điểm 11 cho Văn Lâm. Công Phượng tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 đầy cảm xúc, góp công lớn đưa đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Jordan để giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Đặng Văn Lâm, 9 điểm, thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam vẫn chơi cực kỳ ổn định ở trận đấu với Jordan bằng những phá bóng cực kỳ tập trung. Ở tình huống bị thủng lưới, cú sút số 4 của phía Jordan đơn giản là quá hiểm hóc và không thể trách Văn Lâm trong tình huống đó. Đỗ Duy Mạnh, 7 điểm, trở lại sau án treo giò, trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã thực sự là hòn đá tảng trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Quế Ngọc Hải, 7 điểm,
đội trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy tố chất thủ lĩnh tuyệt vời khi chỉ huy hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đứng vững trước sức ép của các cầu thủ dọc đanh. Bùi Tiến Dũng 7 điểm, dù sở hữu thể hình thua thiệt so với các cầu thủ dọc đanh, nhưng Tư Dũng vẫn không hề thua kém trong các pha tranh chấp. Nhờ lối chơi thông minh đã không ít lần trung vệ của Việt Theo ngăn chặn thành công những pha lên bóng của đại diện Tây Á. Bùi Tiến Dũng cũng là cầu thủ thực hiện thành công quả đát phạt đền quyết định đưa đội tuyển Việt Nam tiến vào vòng tứ kết ASEAN Cup 2019. Đoàn Văn Hậu 8 điểm, em út của đội tuyển Việt Nam đã chơi cực hay ở trận đấu ngày hôm qua khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trở về đúng vị trí sở trường, nơi hành lang cánh trái, nếu chính xác và may mắn hơn. Có lẽ Văn Hậu đã có thể điền tên mình lên bảng điện tử sau hàng loạt tình huống sút xa hiểm hóc. Đỗ Hùng Dũng 7 điểm rưỡi, Hùng Dũng vẫn vậy, vẫn thi đấu vô cùng cần mẫn và không biết mệt mỏi nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Không những xuất sắc trong khâu phòng ngự, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội còn nhiều lần tung ra những cú dứt điểm từ xa đe dọa khung thành thủ môn. Nguyễn Huy Hùng 7 điểm, trong lần đầu tiên được đá chính ở trung vệ hàng tiền vệ, Huy Hùng đã có một trận đấu ở mức tròn vai trước đối thủ vượt trội về mặt thể hình lẫn thể lực. Sự xuất hiện của Huy Hùng đã giảm tải rất nhiều sức ép cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Trọng Hoàng 8 điểm rưỡi, vẫn như thường lệ Trọng Hoàng vẫn là cái tên thi đấu nổi bật nhất đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm qua. Điểm sáng lớn nhất của tiền vệ người Nghệ An chính là đường kiến tạo tuyệt vời để Công Phượng băng vào dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho nhà vô địch AFF Cup 2018. Phan Văn Đức 6 điểm rưỡi, tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đã có ngày thi đấu khá mờ nhạt trên hàng công. Có lẽ việc thi đấu quá nhiều ở những trận vừa qua đã khiến Văn Đức có dấu hiệu xuống sức. Nguyễn Quang Hải 7 điểm rưỡi, đóng vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Dù không đóng góp bàn thắng trực tiếp hay kiến tạo, thành bàn, nhưng tầm quan trọng của tiền vệ sinh năm 1997 là khó có thể phủ nhận trong trận đấu với Jordan. Nguyễn Công Phượng 8 điểm rưỡi, Công Phượng vẫn xứng danh hung thần của các đội bóng Tây Á với pha di chuyển thông minh và cú dứt điểm tuyệt vời vào lưới đội tuyển Jordan. Không những thế, tiền đạo gốc Nghệ An còn để lại dấu ấn mang nhiều tình huống đi bóng nguy hiểm trước khung thành đại diện Tây Á. Văn Lâm, bí quyết bắt penalty không có gì ngoài sự tự tin. Tuyển Việt Nam đã có 120 phút chiến đấu quả cảm trước Jordan và giành chiến thắng nghẹt thở 4-2 ở loạt sút luân lưu trong trận đấu mở màn vòng 1/8 ASEAN Cup 2019. Chia sẻ với báo chí sau trận thắng Jordan, thủ thành Đặng Văn Lâm không giấu được sự vui sướng. Anh nhảy lên nhảy xuống tại khu vực phỏng vấn và trả lời các phóng viên Việt Nam bằng sự xúc động và cởi mở. Sự chuẩn bị cho loạt sút luân lưu thì em luôn sẵn sàng và tự tin đối mặt. Văn Lâm nói về bí quyết để anh có thể cản phá hai quả đá của tuyển Jordan, giúp Việt Nam giành chiến thắng tại loạt sút penalty cân não. Đặng Văn Lâm đã có màn trình diễn thật sự ấn tượng trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Jordan tối 20 tháng 1 trên sân vận động Dubai UAE. Anh cùng các đồng đội chiến đấu với một tinh thần rực lửa trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và giành kết quả hòa 1-1. Bước vào loạt sút luân lưu cân não, thủ thành sinh năm 1993 đã thể hiện bản lĩnh và giá trị của trụ cột hàng đầu nơi khung thành của tuyển Việt Nam khi bắt chết hai cú sút của đối phương, giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút penalty. Tuyển Việt Nam chính thức là đội đầu tiên có mặt tại vòng tứ kết ASEAN Cup 2019. Như mọi người đều biết, anh em tuyển Việt Nam đã cố gắng trong suốt 120 phút. Chúng tôi đã giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu, đó là điều may mắn. Bản thân Lâm rất vui mừng và hạnh phúc vì chiến thắng ngày hôm nay. Lâm Tây bày tỏ cảm xúc về màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Jordan được đánh giá cao hơn tại vòng đấu loại trực tiếp này. Như vậy, với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp Nhật Bản hoặc Saudi ở trận tứ kết ASEAN Cup 2019 ngày 24 tháng 11 tới đây. Ngày này năm trước, Bùi Tiến Dũng cởi áo khoe 6 múi ăn mừng, bóng đá chính thức trở thành virus của giới trẻ Việt. Nhanh thật các bạn, mới đây thôi mà đã tròn 1 năm kể từ ngày chàng hậu vệ Bùi Tiến Dũng cởi áo ăn mừng tại trận tứ kết U23 châu Á. Từ khoảnh khắc này mà tình yêu bóng đá của giới trẻ Việt cũng đã được thổi bùng và lớn mạnh hơn bao giờ hết. 20 tháng 1 có thể là một ngày bình thường với tất cả mọi người, nhưng với những ai hâm mộ bóng đá Việt Nam thì đây chắc chắn là cột mốc mang tính lịch sử.
ngày này năm trước, tức 20 tháng 1, 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi quật ngã Iraq sau loạt penalty và chính thức tiến thẳng vào bán kết U23 châu Á. Và nếu như bạn chưa quên thì cũng trong trận đấu này, chàng hậu vệ mang áo số 8 Bùi Tiến Dũng đã có màn cởi áo khoe 6 múi ăn mừng, khiến hàng triệu trái tim fan girl rung lên thổn thức. Từ một chàng cầu thủ trẻ chưa được nhiều người biết đến, Bùi Tiến Dũng đã trở thành great quốc dân, là chàng trai trong mộng của không biết bao nhiêu người chỉ sau một đêm. Từ ngoại hình, tính cách, chuyện tình cảm, phong cách thời trang cho đến khả năng thi đấu của chàng trai này đều được đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng, không thua bất kỳ ngôi sao hạng A nào. Nhiều người hâm mộ thể thao ban đầu không mấy chú ý đến giải đấu U23 châu Á, nhưng sau trận đấu đỉnh cao này cũng đã phải dồn sự quan tâm và nhiệt liệt cổ vũ đội tuyển nước nhà. Tinh thần bóng đá lẫn sức nóng của giải đấu này ngày càng một tăng cao khi U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết và thẳng tiến đến Thường Châu, Trung Quốc để đối đầu với U23 Uzbekistan. Một năm trôi qua, dễ dàng nhận thấy bóng đá trẻ Việt Nam đã có nhiều bước chuyển mình, đặc biệt nhất là khi cách đây chỉ vài tháng, đội tuyển quốc gia đã vô địch giải AFF Cup 2018 và ghi dấu ấn trên bản đồ bóng đá thế giới khi lọt vào top 100 đội tuyển xuất sắc. Bên cạnh đó, chính sự nỗ lực phấn đấu và cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của các cầu thủ trẻ đã làm sống lại tình yêu bóng đá bấy lâu nay của khán giả Việt. Tình yêu này như một thứ virus tích cực, khiến ai nấy đều vui vẻ tự hào và thêm yêu môn thể thao vua nói riêng lẫn hai tiếng Việt Nam nói chung. Hy vọng rằng nhiều năm về sau, các cầu thủ lẫn khán giả đều có thể nhìn lại những khoảnh khắc này và cảm thấy hạnh phúc vì tất cả chúng ta đã từng là một phần của lịch sử. Tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng lịch sử trước Nhật Đan tại vòng 1/8 ASEAN Cup 2019. Sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1-1, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não và đây là khoảnh khắc cảm xúc nhất của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Anh là người thực hiện quả penalty cuối cùng của tuyển Việt Nam và anh đã không phụ sự tin tưởng của các đồng đội, dứt điểm thành công đem về chiến thắng chung cuộc 4-2 cho những chiến binh sao vàng ở loạt sút penalty. Ngay lập tức, anh chàng ăn mừng theo phong cách chú bộ đội vô cùng đáng yêu. Vốn là một cầu thủ xuất thân từ câu lạc bộ bóng đá quân đội Viettel, hành động này của Tiến Dũng tạo dấn mạnh mẽ đúng phong cách người lính nghiêm trang. Chiến thắng trước Jordan còn là dấu ấn rất lớn của thủ thành Đặng Văn Lâm. Cản phá xuất sắc hai cú sút của đội bạn, anh khiến mục tiêu vào tứ kết của Jordan tan thành bong bóng. Văn Lâm chạy đến ôm Tiến Dũng, Tuấn Mạnh, hai đồng đội chơi cùng vị trí của mình để ăn mừng. Cảm xúc ngày hôm nay không khác những gì U23 Việt Nam đã đem lại cho người hâm mộ một năm về trước tại tứ kết U23 châu Á. Sự quả cảm của các chiến binh áo đỏ đã làm nên kỳ tích. Ngày 24 tháng 1 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết ASEAN Cup 2019.